cái mục đích ở đây chúng ta muốn là làm sao để chúng ta nắm được cái nguyên tắc mà mỗi một người phải trở về để mà khai thác hết tất cả những cái tiềm năng ở bên trong của mình, để làm sao mỗi một người đều có nhiều cái vị thầy trong mình. Cứ làm hết lòng của mình đi, rồi cứ để cho cái vũ trụ nó vận. Thay vì mình biết rằng nó sẽ đến và mình chờ nó để mình đối phó nó, thì bây giờ mình chủ động, mình dấn thân trước. Rồi, chúng tôi xin chào hết tất cả đại chúng có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Thì ở đây có ai chưa tham gia khóa thanh lọc thân tâm không? Giơ tay lên coi. À. Rồi, cảm ơn đại chúng. Nếu chưa tham gia thì chắc có lẽ là cũng có nhân duyên, có bà con thì mới ráng cố gắng mà có mặt ngày hôm nay, phải không? Dạ. Tại vì có những cái mà chúng mình không có ngờ, tất cả nó đều là nhân duyên hết cả. Như hồi nãy MC có giới thiệu, tức là tại vì bản thân chúng tôi thì về Việt Nam cũng đã lâu, tức là hơn 10 năm trở lại Việt Nam rồi, nhưng mà từ năm 2014 thì chúng ta mới có những cái khóa này được phát triển ở châu Á, và lúc trước là châu Âu, châu Mỹ, và mỗi năm chúng ta chỉ có mặt ở Việt Nam tối đa là 2 tháng mà thôi. Mỗi 2 tháng là ở một châu lục. Mỗi 2 tháng ở một châu lục thì năm nay là kẹt ở Việt Nam gần 10 tháng, tức là 9 tháng rưỡi rồi. Với gần 40 khóa đã trôi qua. Và cứ mở link lên trong vòng khoảng chừng 20 phút thôi là kín. Đó là lý do tại sao bây giờ không dám mở link ra nữa. Thì thưa quý vị, nếu mà những người nào mà đã từng tham dự những khóa này rồi thì khỏi cần phải giới thiệu, nhưng mà đối với quý vị chưa biết thì thật ra đối với bản thân chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết cái văn hóa của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là những người tu sĩ, thì không bao giờ mà có cái chức danh về Việt Nam mình mà mỗi lần họp hành hay này kia mà đứng lên và giới thiệu một loạt chức danh nhiệm và chức vụ này kia mệt lắm, nghe xong là bắt đầu thấy chóng mặt rồi. Đối với bản thân chúng tôi thì không cần thiết những cái điều đó. Ngay cả đối với nước ngoài cũng vậy. Quý vị biết rằng đối với người nước ngoài thì khi mà chúng tôi hướng dẫn cho người nước ngoài thì người ta đến với Đạo Phật không bằng tín ngưỡng và niềm tin. Người nước ngoài đến với Đạo Phật vì cái trí tuệ và vì những ứng dụng rất là thực dụng. Do vậy người ta đã quen rồi với một cái người rất là bình thường, đặc biệt là ở thế kỷ 20 thì người nào cũng có cái bằng BABS bỏ túi là tối thiểu. Có khi có người còn lận lưng đến 2-3 cái bằng tiến sĩ. Nhưng mà bằng tiến sĩ ở nước ngoài rất là gian nan mới có được, nhưng mà có khi không đem ra ứng dụng được. Nhưng mà ít nhất cũng phải có một cái để khi mình chia sẻ thì người ta mới có thể có cái nền tảng căn bản để người ta tin tưởng và người ta ứng dụng. Vậy thì đối với bản thân chúng tôi thì như hồi nãy MC có giới thiệu, gần đây thì bản thân chúng tôi xuất thân từ Quy Nhơn, Bình Định. Và lý do tại sao mà chúng tôi lại đi vào cái con đường chuyên về y khoa, thật ra thì ngay cả bản thân chúng tôi thì lúc mà mới sinh ra đã bị bệnh rất là nặng. Bệnh gì? Bệnh hen suyễn. Và ở đây những người nào mà bị bệnh hen suyễn thì quý vị biết làm sao? Thở không được, phải không? Thở không được thì thực sự sống nó rất là mong manh. Và cái đường hô hấp mà không có thì đừng nói gì tới những cái đường dinh dưỡng hay là những cái vấn đề khác. Và đặc biệt là vào những cái ngày rằm hay là ngày cuối tháng, những ai đi vào khóa thanh lọc thì sẽ biết cái chu kỳ số 7 nó đi lên đến 14 đến 28. Thì vào những cái ngày mà nước nó dâng lên do cái lực
hút của mặt trăng thì lại càng khó thở hơn nữa. Thành ra chỉ có ngồi thôi, không có nằm. Thì đó là từ lúc nhỏ sinh ra là chúng tôi đã bị cái bệnh đó rất nặng. Và ở trong gia đình thì mẹ đã có cái nền tảng căn bản là không sử dụng thuốc tây bao giờ hết cả. Toàn bộ nuôi 12 đứa con, 6 trai, 6 gái, và tôi là người thứ mấy? Người thứ 8 theo như miền Trung, và người thứ 9 theo như miền Nam. Tại miền Nam mình là anh cả, chị cả, phải không? Thành ra bản thân chúng tôi là người thứ 9 theo miền Nam và người thứ 8 theo miền Trung. Vậy thì từ nhỏ là đã sử dụng thuốc bằng thức ăn, thức uống, bằng dược thảo, không à. Nhưng mà thời đó mình chưa có thể làm chủ được. Thì như vậy là sau đó thì quý vị biết rằng với một cái gia đình 12 người con thì rất là vất vả. Do vậy thì phải làm lũ, phải làm việc. Thì chúng tôi phải chăn nuôi, phải trồng trọt. Và nhờ vậy mình mới có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Và khi tiếp xúc với thiên nhiên thì ở miền Trung thì quý vị thấy trong vòng hơn một tháng qua mình có cái việc gì? Thiên tai bão lụt, lũ lụt liên tục. Thì cũng vậy. Tức là mình thấy tại sao mà cái đất mẹ của mình, đất miền Trung nó có những cái gian lao khổ sở như vậy. Thì lúc đó đòi hỏi con người ta phải có cái sự kiên trì nhẫn nại và mình phải vượt lên. Và khi mà chúng tôi đi vào cái chăn nuôi trồng trọt thì lại gặp thêm một cái chướng ngại nữa, cũng từ cái việc dịch bệnh như vậy. Thì quý vị thấy gì? Mất hết mùa màng, và mình thấy thương không phải cho con người mình. Thương con người mình là thương cái hậu quả thôi. Còn khi mình hiểu là cái nhân là gì? Cây cối nó chết, con vật nó bị dịch bệnh nó chết, thì mình phải chăm sóc nó như thế nào. Thành ra đầu tiên lúc đó mình thực sự chưa biết chăm mình, tại vì mình cái thời đó mình còn rất nhỏ, mình chưa có thể nào mà mình quay trở về như bây giờ hết. Thành ra mình sẽ đi ra bên ngoài, và khi đi ra bên ngoài thì mình chăm sóc cây cỏ, mình thấy nó bị héo, bị lũ, bị cuốn trôi hay là nó bị dịch bệnh, thì mình bắt đầu mình chăm sóc cho cây cỏ, rồi bắt đầu mình làm chăn nuôi thì mình bắt đầu chăm sóc cho gà, vịt, heo, bò. Quý vị có thể tưởng tượng là mình phải ẵm từng con gà để nhỏ thuốc cho nó. Có những con heo mà nó đẻ ra xong nó mất sữa, thành ra mình phải ẵm từng đứa mình cho nó bú sữa. Chăm sóc, đó là chăm sóc từ lúc nhỏ cho đến lúc nó bị bệnh. Thì như vậy là vượt qua cái giai đoạn thiếu thời, là vì mình thấy mình bị bệnh, vì mình cảm nhận cái bệnh, cái khổ của mình. Và đây cũng là điều lý do tại sao bậc giác ngộ đưa ra bốn chân lý căn bản trong cuộc đời. Cái đầu tiên là gì? Khổ. Khi nào mình nhận thấy cái khổ thì lúc đó mình mới đi tìm cái gì? Nguyên nhân tạo ra cái khổ. Thì lúc đó mình bắt đầu tìm muốn được thoát khổ và tìm cái giải pháp để thoát khổ. Đấy. Vậy thì nhờ cái mình bị khổ đau, mình mới bắt đầu nhìn ra và mình thấy xung quanh mình, từ cây cối, từ những con vật xung quanh mình cũng khổ đau. Và bây giờ làm sao để mình tìm cái giải pháp nào để mình vượt qua? Thì đó là cái tuổi thiếu thời của chúng tôi khi ở miền Trung. Thì chúng tôi chỉ ở miền Trung được khoảng 10 năm thôi. 10 năm cuối năm 74 là chúng tôi đã rời miền Trung vào Sài Gòn. Thì như vậy khi chúng tôi vào tới Sài Gòn thì quý vị biết sau 75 thì chắc những anh chị em nào mà còn trẻ dưới 45-50 thì không biết được cái giai đoạn đó. Chúng ta phải gì? Là phải đi kinh tế mới. Thì lại phải về những vùng sâu, vùng xa, lại phải lao động, phải khai hoang, vân vân. Thì cũng chính nhờ cái giai đoạn này mình mới được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, mới được tiếp xúc với những cái gian khổ nhiều. Và chính nhờ cái giai đoạn này mình phải làm việc cật lực bằng cái ý chí, bằng cái nghị lực của mình. Thành ra cái bệnh nó hết là không hay. Cái bệnh hen suyễn nó hết. Phải lao động. Và nếu sau này thì khi chúng tôi hiểu hơn, rõ ràng hơn tí xíu nữa thì ở cái tuổi đó là cái tuổi gì? Bắt đầu 10-11 tuổi là tuổi dậy thì sớm rồi. Thì khi cái tuổi dậy thì sớm như vậy thì cái nội tiết tố trong mình nó sẽ phát triển rất mạnh. Nó làm cho mình thay đổi cả thể chất,
lẫn tinh thần. Và đó là lý do tại sao khi mình tiếp xúc với thiên nhiên, mình làm việc thì cái bệnh của mình nó tiêu. Nhưng mà vẫn chưa hết, gian khổ nó cứ đến và sự vượt khó nó cứ tiếp tục. Thành ra con người ta nói riêng và cả vũ trụ này nói chung, nó liên tục chuyển hóa và trưởng thành, nó làm mới để nó thích nghi. Vậy thì khi mà chúng tôi phải bắt đầu va chạm với cuộc sống mới thì quý vị biết rằng tất cả mọi thứ là chúng tôi phải tự chuẩn bị, tức là từ những cái máy móc mình phải tự chế, cây cỏ mình phải tự khai hoang, đất mình phải làm và trồng, thì mình mới thấy rằng mình có một cái tình yêu với đất, với cây, với máy móc. Thành nó có khi những cái máy không ai sửa được thì tự nhiên tới mình sửa được. Hay là có những cái bệnh, có những cái mùa dịch của cây, lúc đó mình chưa học về nông nghiệp, chưa biết một lớp gì về chăn nuôi, nhưng mà nhờ cái sự chú tâm, nhờ cái tình yêu thương của mình và nhờ cái trải nghiệm của tự thân, thành ra lúc đó mình mới thấy rằng mình có những cái năng lượng để chữa lành tất cả, không riêng gì cái động vật mà kể cả thực vật và máy móc. Và vào những năm đó thì quý vị biết rằng cái đời sống nó rất khó khăn, và vào những vùng kinh tế mới thì chúng tôi bị tiếp tục một cái bệnh gì nữa, bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét mà trong cái chủng loại sốt rét thì nó có 4 chủng loại, mà cái chủng loại gây sốt rét ác tính nguy hiểm nhất là falciparum, nó gây sốt mỗi ngày. Tại vì nằm ở trong rừng như vậy thành ra không có thuốc, và cũng chính về cái giai đoạn đó thì chúng tôi mất đi cái người anh lớn, tức là anh hai đối với miền Trung, anh hai đối với miền Trung và anh ba đối với miền Nam mình đó. Thì trong gia đình 6-7 người bị sốt rét ác tính và nằm mê man như vậy. Bản thân chúng tôi đã qua cái chết đó là nằm mê man 7 tuần lễ, 7 ngày một tuần lễ. Thì sau đó được mẹ kể lại là không có cách gì khác hơn, chỉ đi dùng nước đá, mà trong đó có khi cũng không có đủ nước đá, thành ra phải dùng cái khăn mát nhúng nước đắp lên để giải nhiệt, và chỉ nhỏ chanh vào trong miệng để giải nhiệt mà thôi, không còn cách nào khác hơn hết. Rồi khi mà bắt đầu có thể uống được tí xíu nước thì ở trong rừng mà rễ tranh chùm bao là những cái thứ mà rất là nhiều, thành ra nấu nước cho uống. Còn lúc đầu, lúc mà hôn mê thì không thể nuốt được, thì chỉ nhỏ từng giọt chanh hai bên mép để cho nó thấm từ từ, và ở bên ngoài là đắp cái khăn mát để cho nó giải nhiệt. Thì đó là qua cái đối diện với cái chết lần thứ hai. Và sau đó thì chúng ta vượt qua cái chết lần thứ ba. Nên là quý vị biết là đi học thì có khi là phải đi qua đò, mình không biết bơi thì sao? Bình thường thì không có chi cả, nhưng mà khi sự cố nó đến, lật tàu thì chết chìm. Thì như vậy cứ qua những cái trải nghiệm đó, bắt buộc mình phải đấu tranh sinh tồn. Thì đó là những cái mà nó làm cho mình trưởng thành hơn, nếu như mình chịu khó quay về để mà lắng nghe, để mà phát huy hết cái khả năng của mình. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi có một cái là cái việc gì mình có thể làm được là mình không bao giờ phải làm phiền đến người khác. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là việc gì người ta làm được là mình phải làm được. Nếu không tốt hơn thì phải bằng. Đấy. Và cái điều thứ ba là việc gì làm được hôm nay không nên để đến ngày mai mới làm. Đó là ba tiêu chí của chúng tôi. Thành ra ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Quý vị biết rằng thật ra thì những năm trước chúng tôi phải di chuyển liên tục, cứ hết một cái khóa học này buổi chiều là buổi tối là chúng tôi sẽ đi xe lửa tốc hành. Ở bên nước ngoài là trong vòng 2 tiếng là đi xe lửa tốc hành, hay là đi máy bay overnight để sáng hôm sau là qua một cái quốc gia mới, hay là qua một cái châu lục mới là vào khóa liền tiếp. Chỉ có cái ban pha chế hay là ban tổ chức là mới thôi, còn bản thân chúng tôi là có khi 1-2 người tình nguyện viên đi theo là cố định, thành ra người ta không thấy được cái sự mà vất vả liên tục của mình.
và mình cũng có được cái năng lượng fresh của cái ban tổ chức hay là ban hậu cần mới. Nhưng mà còn ở đây Việt Nam 9 tháng rưỡi này di chuyển liên tục, và có khi các anh chị em dù còn rất trẻ nhưng mà chịu không nổi, chừng 3-4 khóa là gục liền. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nhào từ trên giảng đường xuống tới nhà bếp. Từ cái việc hội trường phải chuẩn bị lau chùi. Và trong vòng 8 tháng rưỡi nay thì quý vị biết rằng hầu hết Việt Nam mình đâu có nơi nào mà sinh hoạt đâu. Những cái nơi càng lớn bao nhiêu thì lại càng ít sinh hoạt bấy nhiêu. Vậy thì tất cả những cái trung tâm mà tổ chức khóa học trong vòng 9 tháng rưỡi vừa qua là những cái hội trường, nhà hàng, khách sạn rất là lớn, thì như rất là dơ bẩn, cũ kỹ, hư hao. Chỉ may mắn là có hệ thống Tuệ Đức. Thành đó là lý do tại sao chúng tôi cũng khai trương hết bao nhiêu cái hội trường của hệ thống Tuệ Đức và có được cái nhân sự của hệ thống Tuệ Đức để hỗ trợ trong những cái khóa vừa qua. Nó đỡ. Còn có khi là từ trên xuống dưới thầy trò phải làm hết tất cả, và những cái khâu việc chính thì ít, mà những cái khâu việc phụ chuẩn bị trước khóa học và sau đó là lau chùi, dọn dẹp, đóng thùng, đóng gói để chuẩn bị di chuyển qua khóa khác là một cái khoảng thời gian có khi nó mất cả nửa ngày là ít nhất. Đấy. Vậy thì khi mà mình biết cái đó mình có khả năng làm thì mình phải quyết tâm mình làm, thì mình không có để phải đẩy qua cái người khác. Và khi mình làm như vậy thì mình mới có sự đồng cảm, mình mới hiểu được. Cái điểm thứ hai nữa là như nãy chúng ta nói quý vị là có những cái việc là mình biết, lấy ví dụ như cái khả năng sức khỏe của chúng tôi, mình đi chia sẻ sức khỏe, mình hỗ trợ cho bà con. Nhưng mà thực sự trong những tuần gần đây thì đuối, tại vì quá tải. Quý vị có thể tưởng tượng là một cái người giảng viên mà người ta nói trên bục giảng 3 tiếng liên tục trong một ngày hay 5 tiếng một ngày là khi mất tiếng liền. 30 năm trước chúng ta đứng bục giảng trường y là chỉ được một tiết 45 phút thôi. Qua tiết thứ hai là tắt tiếng, rằng đã thời đó trong giảng đường nhỏ là không có micro. Chúng ta phải sắm riêng một cái bộ âm thanh riêng cho mình. Nhưng mà 10 năm nay hơn là từ sáng tới tối, từ châu lục này qua châu lục kia. Nhưng mà khi về đến Việt Nam thì thời tiết nó nóng quá. Chúng tôi thì người quen ở xứ lạnh. Nên khi nó về đây nó nóng quá mà cứ ra mồ hôi liên tục. Và phải làm việc liên tục, không nghỉ như vậy, thành ra nó đuối. Nhưng mà mình biết rằng mình không có thể hứa đến ngày mai. Bản thân mình cũng không biết chắc là mình có thể sống tới ngày mai hay không. Và biết bao nhiêu người ngoài kia người ta đang cần để mà tiếp xúc với cái phương pháp này, để người ta có thể vượt qua được chính mình và có thể làm mới lại cuộc đời. Thành đó là lý do tại sao chúng tôi cũng cố gắng nhận lời để mà mở các cái khóa học liên tục. Thành ra đó là lý do tại sao mình biết mình đuối, mình biết mình cần phải nghỉ ngơi, nhưng mà vì cái nguyện của mình là việc gì làm được hôm nay không nên để đến ngày mai mới làm. Dù mình nghĩ rằng ngày mai mình có thể tách thở mình ra đi, nhưng mà mình sẽ mãn nguyện, mình sẽ không còn thấy nuối tiếc khi mình chưa làm hết cái nguyện của mình. Đó. Thành ra quý vị thấy đó là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba như hồi nãy chúng tôi nói là gì? Là cái gì người khác làm được là mình phải làm được. Nếu không tốt hơn thì phải bằng. Nếu không tốt hơn là phải bằng. Đặc biệt là tất cả những anh chị em còn trẻ thì chúng ta phải lập cái chí này thì mình mới thành công được. Mình mới trở thành một con người có ích cho chính mình. Cái hồi nãy mà MC có nói là cái như lý tác ý, đó là nguyên tắc căn bản. Đó là chúng ta đi vào trong cái khóa học thì mình sẽ được hướng dẫn rất là cụ thể và rõ ràng. Tại vì mình là cái người điều khiển mình bằng cái ý chí, bằng cái tâm thức của mình. Và theo nguyên tắc của lực hấp dẫn thì chính cái đó nó mới giúp cho mình tạo cái sự chiêu cảm và cộng hưởng của những cái từ trường xung quanh đến với mình. Thành ra nếu như mình không có được cái yếu tố đó thì cho dù hàng ngàn, hàng vạn bậc thánh nhân ra đời, dù cho cái môi trường xung quanh mình có tốt đẹp cách mấy cũng vô ích. Thành ra đó là những cái nguyên tắc rất là căn bản mà chúng ta phải hiểu. Mình đã đi vào những cái khóa thanh lọc, thanh tâm thì quý vị sẽ được hướng dẫn những cái nguyên tắc căn bản này, những cái quy luật căn bản này. Đấy. Rồi, thì đó là cái
Tới đến thì khi mà chúng tôi đi qua cái giai đoạn của những năm kinh tế mới thì đây cũng là một cái mà chúng tôi thưa với quý vị là nhờ những cái trải nghiệm, những cái môi trường rèn luyện như thế, thành ra mình mới trưởng thành, mình mới trưởng thành, tức là mình được có một cái môi trường để mà mình phải ứng dụng. Và ông bà chúng ta thường dạy là gì? Cái khó nó ló cái khôn. Thành ra càng qua những cái gian truân bao nhiêu. Và cái điều này thì trong cái khóa thanh lọc chúng tôi cũng nói cho quý vị biết là cái điều này là cái điều của cả vũ trụ. Từ một cái hạt mầm nó không phải theo cái nguyên tắc này. Đó là nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng. Vậy thì chính nhờ những cái ngày tháng đó mà mình được qua rất nhiều cái trường huấn luyện thực sự của vũ trụ, của thiên nhiên. Thành ra sức đề kháng của mình mạnh và làm cho cái trí tuệ của mình nó gia tăng. Kể cả là khi một cái vấn đề gì chúng tôi xử lý, chỉ có duy nhất một cái là chúng tôi ngồi bình yên hay lúc ăn là tương đối còn chậm, còn bình an. Còn nếu mà chúng tôi làm việc thì quý vị thấy là 5 người, thậm chí có khi 7 người làm việc không bằng, kể cả các em còn trẻ bằng có chưa tới một nửa tuổi của mình. Các em đi làm theo các em vẫn thấy đuối, chạy không kịp. Thành ra nhờ những năm tháng trải nghiệm này thì mình mới có được cái kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực. Và kể cả cách đây 30 năm khi chúng tôi dạy ở trường y thì mỗi một cái khóa học như vậy là thông thường ở các tỉnh chỉ được 2 sinh viên thôi. Mà hỏi các em ở các tỉnh miền Tây, các em biết làm lúa như thế nào, làm đất gieo mạ làm sao, đã từng nhổ mạ chưa, đã từng đi cấy lúa chưa, đã từng đi xuốc lúa chưa, không em nào biết hết cả. Ha? Rồi trồng rẫy như thế nào, trồng vườn như thế nào, không biết. Thành ra mình phải trải nghiệm tự thân mình. Mình mới có được cái kinh nghiệm. Và một lần nữa, cái gì nó càng khó khăn bao nhiêu và mình quyết tâm mình vượt qua thì nó sẽ giúp cho mình có một cái kinh nghiệm lâu dài và cái trí tuệ nó được phát ra. Thành ra chính nhờ những cái điều đó thì chúng tôi mới có được những cái kinh nghiệm, và càng trải nghiệm nhiều bao nhiêu thì lúc đó mình mới thấy thương những người chưa có được cái nhận thức, chưa hiểu được những cái nguyên tắc này. Và lúc đó thì chúng tôi mới bắt đầu bước vào cái con đường tâm linh. Để mong rằng với cái năng lượng đó mình có thể chuyển đi vào cái tần số cao hơn. Và năm 20 tuổi là năm chúng tôi bắt đầu đã nếm được cái y học hiện đại đang học, nhưng mà thấy cái giới hạn của nó. Tại vì y học hiện đại ngày nay chỉ có thể đi tới cái phần sinh lý và một phần nhỏ của tâm thức xúc cảm thôi, chưa đi được vào cái tầng sâu. Và khi mà chúng tôi đi vào trong cái con đường tâm linh thì cũng may mắn rằng lúc đó là chúng tôi không ở chùa mà ở một cái thiền viện. Các quý vị, những người mà lớn tuổi là biết thiền viện Vạn Hạnh ở ngay đường Nguyễn Kiệm, tức là nó nằm ngay gần đường Thích Quảng Đức đó. Thì vị viện chủ này là một nhà trí thức, phải không? Ngài là một cái người xuất thân trong cái dòng dõi quý tộc vương gia, là trí thức, là 5 đời đều làm tiến sĩ. Mà tiến sĩ ngày xưa tức là những vị mà đỗ trong những cái khóa của vua, tức là có năm không có tiến sĩ, đó, có năm không có tiến sĩ. Thì như vậy bậc thầy của chúng ta là cái người chuyên làm văn hóa giáo dục, tức là tâm linh trên cái ý nghĩa đúng đắn của nó, không có nghi lễ, không cúng kiến. Và đó cũng là cái cơ hội đầu tiên mà chúng tôi được lan tỏa cái điều trị của mình, những phương pháp trị bệnh không dùng thuốc, kết hợp cả ăn uống sinh hoạt và dùng cái yếu tố tâm linh thực sự. Thành ra chỉ có điều là ở cái giai đoạn đó thì những người nào còn ở cái giai đoạn đó thì quý vị biết rằng nếu muốn đi vào lĩnh vực tâm linh chuyên chính thì chúng ta sẽ bị cách biên chế và mình sẽ không đi làm việc nhà nước, không đi học được.
Thành ra đó là lý do tại sao chúng tôi được đặt cách là rất là đặc biệt để làm sao có thể vừa ở trong tu viện để phụng sự, học hỏi, tu tập, mà đồng thời cũng có thể đi ra bên ngoài để tiếp tục học tập và phụng sự cho những người ở bên ngoài. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi có được một cơ hội để mà kết hợp chặt chẽ giữa cái đời và tạm gọi là cái đạo ở một cái lĩnh vực là ứng dụng và giáo dục nhiều hơn là đi vào cái mê tín hay là cái mơ hồ. Và cũng chính bắt đầu từ cái thời điểm đó thì chúng tôi mới bắt đầu đi làm từ thiện. Thì quý vị biết rằng cái việc làm từ thiện đến bây giờ thì cũng vậy. Giờ khi mà thấy các đoàn đi làm từ thiện là một cách rất là phong trào. Thành ra cái việc làm từ thiện mình cũng phải hiểu ý nghĩa của nó là làm từ thiện như thế nào. Để nó có cái giá trị lâu dài và đánh thức được hết cái sự tỉnh giác ở bên trong của những cái người bệnh nhân hay là những cái người nghèo khó. Cho dù bây giờ mình có tiền vàng bạc chất như núi, mình cho người ta không bao giờ đủ hết cả. Không bao giờ đủ hết cả. Mà có khi mình còn làm hư cuộc đời của người ta. Ngay cả đối với con cái trong gia đình của mình cũng thế. Mình càng để tiền bạc của cải nhiều bao nhiêu, càng lo lắng cho nó, kỹ lưỡng chăm sóc cho nó sai lầm, tức là cung cấp vật chất nhiều bao nhiêu, tức là mình đang làm hư chính con của mình. Thành ra đối với việc làm từ thiện thì chúng tôi cũng đưa vào những cái phương pháp giáo dục này. Và cái thời đó thì quý vị biết thuốc Tây nó rất là đắt tiền và rất là khó. Cái thời đó là năm 87, thị trường Việt Nam vẫn chưa mở cửa cho nước ngoài vào. Phải không? Những người lớn tuổi nhớ là ngày xưa cho dù mình có người thân đi vượt biên đi ra nước ngoài, mỗi lần mà đi lãnh một cái thùng hàng là phải kê khai, phải gian khổ lắm. Đấy. Vậy thì thuốc gửi từ nước ngoài về không đủ và thuốc Việt Nam mình thì cũng rất khó, rất đắt và nó không có được cái giá trị trị liệu nhiều. Lúc đó bắt buộc chúng ta phải nghiên cứu qua đông y và những phương pháp không dùng thuốc cũng như là vấn đề giáo dục. Đó là cái cách mà chúng ta đi từ thiện những cái năm từ 87. Và cho tới sau khi giảng dạy 7 năm, ở trường y kết hợp với tất cả những cái phương pháp này để hướng dẫn cho tất cả các cái tu viện, tự viện cũng như là các cái vùng sâu, vùng xa. Thì đến năm 92 khi mà chúng tôi bắt đầu mở rộng cái mạng lưới ra toàn quốc hết thì chỉ cần 2 năm sau thì đến năm 94 thì cái thời khắc nó đến lại một lần nữa. Cứ mỗi 10 năm là cuộc đời của chúng tôi nó có một cái sự chuyển. Cứ mỗi 10 năm là tất cả mọi cái nhân duyên chuyển cho đến năm 94. Là khi chúng tôi tròn 30 tuổi thì không có sự chuyển biến mạnh. Và đây là lý do tại sao mà chúng tôi phải đi nước ngoài. Và khi đi nước ngoài thì chúng ta thấy rằng với một cái môi trường mới, ngôn ngữ mới, văn hóa mới và những cái kiến thức mà mình nghiên cứu, mình ứng dụng được trên cái y học Đông Phương thì chúng tôi rất là tuyệt vời. Và nhờ cái sự ham học cũng như là cái tâm huyết của mình thì chúng tôi có cái nhân duyên gặp được rất nhiều những cái vị thầy. Bên ngoài thì rất là tầm thường, nhưng mà bên trong thì người ta có những cái bài thuốc rất là đặc biệt. Và thậm chí có những người xuất thân không phải là thầy thuốc. Lấy ví dụ như bác Dương Bá Nhẫn, ngày xưa là giám đốc của National Biên Hòa. Ổng là một người giám đốc của Electronic, nhưng mà ở cái độ tuổi khoảng chừng 60 mấy thì tự nhiên ổng có được một cái năng lượng và ổng phát tâm trở thành một cái người thầy thuốc. Thì như vậy là chúng tôi tiếp xúc được rất nhiều các vị thầy của nhiều tôn giáo khác nhau hay là nhiều cái ngành khác nhau, xuất thân không phải từ ngành y nhưng mà người ta lại có những cái bài thuốc rất là tuyệt vời. Và đó là lý do tại sao khi mà chúng tôi đi qua tới Mỹ thì nghĩ rằng mình phải làm cái mới trở lại. Và lúc đó chúng tôi mới chuyển qua ngành dược với cái hy vọng rằng mình phải làm sao mình chuyển hết tất cả những cái đông dược của mình, những cái bài thuốc gia truyền của mình thành những cái phương pháp nào nó đơn giản, nó tiện lợi cho mình sử dụng. Và nếu được là mình lan tỏa ra cho người Tây Phương để thấy được cái giá trị văn hóa
cũng như những cái kho tàng quý báu của Việt Nam nói riêng và Đông Phương nói chung. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian, quyết tâm, thì quý vị thấy cũng vậy, là khi chúng tôi vượt qua tới bên đó là hơn 30 tuổi rồi, và mình phải bắt đầu làm lại hết mọi thứ. Kể cả khi chúng tôi đi là mình không muốn đi, không chủ động, nhưng tất cả mọi nhân duyên nó đẩy mình đi. Thành ra không có học được một chữ tiếng Anh nào ở trường lớp trước khi rời khỏi Việt Nam. Và quý vị tưởng tượng rằng năm 94 là nó cũng khá trẻ rồi chứ gì, biết bao nhiêu người đi vượt biên, đi đoàn tụ gia đình, đi HO vân vân. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì có cũng rất nhiều học trò nó đi nước ngoài, nhưng mà mình vẫn không liên lạc, cũng như là mình không có tìm hiểu, tại mình không có cái mong mỏi như vậy. Thành ra khi mà đi nước ngoài, chúng tôi chuẩn bị giống y như là mình đi đảo hoang. Tức là quý vị tưởng tượng rằng đối với đồ nghề ở trong nhà cho gia đình, tức là nồi niêu son chảo, dao kéo, kể cả cái cối xay tiêu bằng tay. Còn đồ nghề chuyên nghiệp là ngoài đồ nghề ngành y là đồ nghề cơ khí, là kể cả cái mỏ hàn bằng cái dynamo để mình tự đạp để nó tạo ra cái nhiệt cho mình. Tức là mình tưởng tượng là mình đi ra nơi không có điện, tức là mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đi như đảo hoang. Thành ra khi đi qua đến nơi ai cũng cười, nhưng mà chính nhờ như vậy thì mình mới sống một cách độc lập, không bị lệ thuộc. Và những cái giai đoạn năm đầu tiên thì những người nào mà đi ra nước ngoài mà không có tiền thì quý vị biết rằng cho dù mình sống trong tiểu bang đó, mà nếu như mình không định cư trên 12 tháng thì cái tiền học phí nó vẫn tính mình là out state, nó vẫn tính mình là ở ngoài tiểu bang, thành ra tiền học phí rất là đắt. Do vậy chúng tôi vẫn phải vừa đi học vừa đi làm, mà quý vị tưởng tượng rằng từ ở trong chùa, từ ở vị trí của một người giảng viên, và mình phải đi xuống mình làm hết tất cả mọi việc. Thì cũng may mắn là cái người Tây Phương người ta mở rộng tấm lòng. Một cái người ban ngày có thể là người ta ở cái vị trí rất cao, nhưng mà buổi chiều tối người ta muốn có thêm tiền, người ta vẫn đi làm service, tức là người ta đi làm bồi bàn như thường. Người ta không có quan trọng về cái hình tướng bên ngoài. Người ta chỉ biết rằng người ta làm với hết cái lòng của người ta với cái công việc mà thôi. Thì như vậy, quý vị tưởng tượng rằng cũng với cái quyết tâm như vậy, và cũng nhờ cái sự thực tập quay trở về với mình thường xuyên hơn, để làm gì? Để mình gọi là có cái sự tập trung hay cái định và bớt hao tốn năng lượng. Thành ra vừa đi học, vừa đi làm, mà trong vòng 5 năm 8 tháng, chúng tôi xong chương trình tiến sĩ dược khoa. Trong khi đối với những người bình thường thì phải mất 10 năm là ít nhất. Thành ra kể cả tất cả những vị giáo sư ở trong trường, cũng như tất cả các công ty lớn nhất của Mỹ ở vùng Đông Bắc, là người ta đều phải biết hết. Và đó là lý do tại sao mà khi mà chúng tôi chuẩn bị cái năm 2 năm cuối trước khi ra trường, là chúng tôi đã kết nối với rất nhiều những cái công ty, và nhờ vậy mình mới được những cái học bổng đặc biệt. Tại vì mình không phải là học sinh từ trung cấp trở lên, thành ra mình không được học bổng toàn phần. Mà vì cái tiền học phí của mình nói riêng và tiền chi phí để hỗ trợ cho gia đình, đặc biệt là ông bà già, thì nó đòi hỏi mình phải vay tiền, phải làm việc rất là nhiều. Và nhờ như vậy thì mình mới có thể có được cái cơ hội để gặp được những cái học bổng đặc biệt. Và chính nhờ những cái học bổng đặc biệt này thì mình mới đi vào những cái tổng công ty lớn. Tức là chẳng hạn như nếu mà quý vị nào chuyên về ngành dược thì quý vị biết rằng AstraZeneca, Merck, Johnson & Johnson, tức là những tổng công ty dược lớn nhất Hoa Kỳ nói riêng và Tây Phương nói chung. Thì khi đi vào trong đó thì mình mới biết được cái mafia của nó. Đấy, khi đi vào trong đó thì mình mới biết rằng nó là cả một cái hệ thống mafia. Nó rất là lớn và nó sẵn sàng, nó diệt hết tất cả mọi cái ngành, mọi cái cơ quan đoàn thể, dù đó là của chính phủ Hoa Kỳ.
những tập đoàn lớn mà không chịu trực thuộc là nó đều sẽ diệt hết tất cả. Nó từ đó là chúng tôi mới thấy thôi bây giờ mình phải tìm một con đường khác chuyển. Đó, tìm một con đường khác chuyển. Thì khi mà chúng tôi kết nối hết các tổng công ty thì làm cái mạng lưới xong thì giới thiệu cho các sinh viên vào. Và chúng tôi cũng muốn chọn cho mình một cái nơi nào mà nó thích hợp. Bởi vì mình đã biết cái mặt trái của nó rồi. Thành ra chúng tôi sẽ không muốn đi sâu vào nữa. Nhưng mà vì một cái số nợ khá lớn ở thời điểm đó, tức là khoảng 200.000 đô la cái thời đó, thì quý vị biết khi mà chúng tôi còn mấy tháng nữa tốt nghiệp thì Hải quân Hoa Kỳ tới offer trả hết nợ 200.000 cho mình. Vị trí lương cao là tại vì mình là cái người đổ một trong năm người top thủ khoa. Thế là người ta nói là chưa có trong lịch sử Đông Bắc Hoa Kỳ một cái người nào mà ở nước ngoài vào mà làm được như vậy. Thành ra Hải quân Hoa Kỳ là tới là offer lùm liền ngay lập tức. Chỉ cần ký hợp đồng 2 năm thôi. Nhưng mà kinh nghiệm xương máu rồi, thành ra không muốn dính tới chính trị. Kể cả tôn giáo chúng tôi cũng không muốn dính tới. Mình muốn đi vào tôn giáo tâm linh một cách đúng nghĩa thôi. Thành ra khi mà dính tới chính trị hay quân sự là chúng tôi không muốn. Thành ra sau đó là chúng tôi từ chối cái offer này. Thì khi đó mình ra thì mình mới bắt đầu mình đi làm. Thì cũng vậy, sau khi mà quý vị biết rằng chúng tôi chỉ đi làm một năm hơn thôi là mình trả sạch sẽ hết và mình lo hết cho gia đình xong. Thì lúc đó là chúng tôi đưa được luôn cho thân mẫu và phụ mẫu của chúng đi vào chùa ở luôn. Tức là hai người xuất gia luôn. Thì như vậy là mình xong cái nhiệm vụ chính của mình. Tạm thời xong cái nhiệm vụ chính của mình. Thì lúc đó là chúng tôi mới bắt đầu là mình trở vào trong tu viện. Trở vào trong tu viện là mình chuyên tu tập và hướng dẫn. Thì khi chúng tôi trở vào trong tu viện để mà gọi là mình 100% chính thức để mà mình phát triển, thì nó lại gặp một cái trở ngại khác. Tức là nó có trở ngại liên tục. Chính những cái trở ngại này thì mình mới tìm tòi, mình mới tìm cái cách để làm sao mình linh hoạt với cái mục tiêu cuối cùng là làm sao cho càng nhiều người được lợi lạc. Càng nhiều người được lợi lạc thì đó. Khi chúng tôi vào trong tu viện thì quý vị biết rằng cái thời khóa công việc rồi cái yếu tố của mỗi một cái đoàn thể nó có những cái quy luật riêng. Thành ra mình lại không thể nào mà mở những cái lớp học. Đối với ở bên ngoài thì quý vị biết rằng người nước ngoài thì người ta rất là bận rộn. Rất là bận. Ở bên này chẳng hạn như vô một cái chùa thì quý vị thấy có người quét lá, có người vào nhà bếp, phải không? Có người làm hương đăng. Nói chung là chỗ nào cũng có người vào phong quả hết. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì quay lên xuống dưới, có khi là quay qua quay lại cũng chỉ có mình. Đó là những cái nơi gọi là nhất tăng nhất tự. Còn đối với các thiền viện thì nhiều hơn, có khi được 4-5 người, có khi được 10 người. Nhưng mà chia ra công việc cũng vậy. Tức là sáng sớm ra ngồi thiền xong ánh sáng, xong một cái là chia ra công việc mỗi người một góc, là đi hết tất cả. Đấy. Và kể cả đối với bên chúng tôi á, thì không cho cái người bên ngoài đi vào trong nhà bếp. Tất cả các việc chuẩn bị nấu nướng là phải chúng tôi làm hết. Đó là lý do tại sao một cái người nước ngoài, người ta ăn thức ăn Tây Phương, nhưng mà khi người ta đi vào trong tu viện, người ta học xong một ngày, đến cuối ngày nói xin lỗi là cái nước tương hay là cái nước dầu giấm mà mình trộn salad người ta cũng xin về. Đó là một cái điều rất là ngạc nhiên. Hỏi tại sao vậy? Tại vì tao vô đây tao ăn tao thấy nó khác. Nó khác lạ lắm, mà ta đem cái thức ăn này ta về nhà là những người xung quanh người ta cũng cảm nhận được là một cái năng lượng của mình. Quý vị tưởng tượng rằng người phương Tây mà ăn thức ăn châu Á là chỉ có một vài người
mới thích thôi, còn đa số là ngửi cái mùi là thấy khó chịu rồi. Hay là từ chế độ ăn mặn mà qua chế độ ăn thực vật là đã không chịu. Vậy mà vô đây là mình nói xin lỗi là cái nước tương thừa của mình hay là cái nước trộn salad mà cũng xin về. Đấy, thì đó là cái nguyên tắc của trong tu viện là mình phải là cái người đứng nấu bếp để chế biến thức ăn, thức uống. Rồi pháp thoại thực hành cũng vậy. Tuy nhiên, cái người thực tập thì không nhiều và cái giờ giấc người ta đến với mình cũng không nhiều. Huống chi là cái giờ mà người ta đi vào người ta gọi làm công quả, làm không công thì không có. Thành ra đó là lý do tại sao những cái chướng ngại như vậy thì chúng tôi chỉ tổ chức được một năm 4 khóa tu ở trong tu viện là tối đa. Mà quý vị biết cũng vậy, lý do tại sao mà chúng tôi cũng phải di chuyển là tại chúng tôi cũng rút từ cái kinh nghiệm này. Cho dù mình có một cái trung tâm tu học lớn, nhưng mà chẳng hạn như ở đây đi, viện đào tạo bách khoa của mình, nếu giả sử chỉ có một cái điểm này không thôi, mình có được 250 người tới học. Nhưng mà bây giờ một mình thầy Quân hay là một cái ekip tối đa là 10 người di chuyển ra một cái tỉnh thành nào đó, mình mướn một cái hội trường, phải không? Thì mình sẽ có được 200-300 người tiếp tục tham dự. Thì nó sẽ đỡ hơn là phải 300 người bay từ cái chỗ khác tới đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi được người ta cúng dường rất là nhiều cái trung tâm. Lúc đầu cũng nhận để mà hỗ trợ, nhưng mà sau đó thấy nó rất là lãng phí. Cái tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước, tiền chăm sóc, tiền này kia nó quá tốn kém. Mà cho dù một năm mình có tổ chức được 4-5 lớp ở cái nơi đó, cái thời gian còn lại nó vẫn rất là lãng phí. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải di chuyển liên tục. Sau đó là cho hết, trả lại hết và mình di chuyển liên tục. Thì khi mình di chuyển liên tục như vậy thì nó sẽ đỡ cho những người tham dự. Nhưng mà nó lại có những cái trở ngại. Quý vị thấy rằng cái chướng ngại khi mà mình càng phát triển ra rộng á, thì đối với vấn đề hành chính pháp lý là một vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề cạnh tranh thị trường. Quý vị nên nhớ là mình đang làm ngược lại hết tất cả của những gì cái ngành công nghiệp dược nó đang muốn. Rồi cái thứ ba nữa là ai mà có con cái ở Mỹ, nhất ở Cali, ở Texas thì quý vị biết là bất cứ một cái chuyện gì nó cũng có thể kiện tụng mình được hết. Thành ra có khi mình giúp người, thậm chí mình đi ra ngoài đường mà mình thấy một cái người bị tai nạn, mình muốn tới giúp. Mà nếu không khéo là mình lại bị ăn vạ. Thành đó lý do tại sao khi làm những cái chương trình này chúng tôi cũng phải cân nhắc lắm. Thành đó lý do tại sao hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, tất cả mình cứ làm hết lòng của mình đi, rồi cứ để cho cái vũ trụ nó vận hành. Và nó cũng có ảnh hưởng nhân quả nữa. Nó cũng có ảnh hưởng nhân quả. Lấy ví dụ như chúng tôi về đây 10 năm rồi, chúng tôi tổ chức cũng rất nhiều lớp học, rất nhiều chương trình từ thiện. Thì đúng nguyên tắc là mình không được làm như vậy, nhưng mà luôn luôn là có những anh công an của bên tôn giáo, của bên địa phương, người ta vẫn có mặt, người ta vẫn theo dõi, nhưng mà đằng sau đó người ta vẫn hỗ trợ mình. Đó, người ta vẫn hỗ trợ mình. Đúng luật là mình không được làm như vậy, bởi vì chúng tôi là người nước ngoài và chúng tôi là người tu sĩ, và cái visa của mình chỉ là thăm thân nhân gia đình mà thôi. Nhưng mà chúng tôi biết rằng đằng sau đó các anh vẫn hỗ trợ, tại vì mình làm tất cả vì bà con mình. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, nếu mình nói rộng hơn, tức là luôn luôn có những cái năng lượng xung quanh Long Thành Hộ Pháp Chư Thiên, người ta luôn luôn có mặt xung quanh để hỗ trợ mình. Và đó là gì? Đó là luật hấp dẫn. Khi mà mình phát một cái tâm và những cái người xung quanh đồng cái chí hướng đó, thì tự nhiên nó sẽ có sự cộng hưởng và lan tỏa. Thành ra muốn có cái điều đó, trở lại một lần nữa là chính bản thân mình phải khởi phát. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng quý vị, khi mà chúng ta muốn để mà mình làm một cái việc gì thành công, thì cái việc trở về với chính mình, lắng nghe mình, dành cái thời gian cho mình, và đừng ngại cái việc khó khăn gian khổ. Cố gắng làm sao mình phải càng tiếp xúc được với nhiều cái chướng ngại nhiều bao nhiêu thì mình lại càng trưởng thành nhiều bấy nhiêu. Chỉ có một điều khác biệt ở đây trước hết là gì? Chủ động và bị động.
thay vì mình biết rằng nó sẽ đến và mình chờ nó để mình đối phó nó, thì bây giờ mình chủ động, mình dấn thân trước. Thì khi mà mình chủ động, mình tác ý, mình chuẩn bị, thì như vậy cái năng lượng của mình, sự chuẩn bị của mình, sự tập trung của mình, nó sẽ giúp cho mình tiếp nhận nó dễ dàng hơn và chủ động giải quyết công việc hơn. Thành ra mình đừng chờ những cái khó khăn nó đến với mình, và mình sẽ chủ động trải nghiệm, chủ động dấn thân. Thì đặc biệt đối với các anh chị em trẻ, đặc biệt đối với những người nào mà muốn phát triển mình hay là giúp cho cộng đồng, thì đó là cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi. Thì chúng tôi chia sẻ lại để cho quý vị có thể ứng dụng được. Và cái sau khi mà chúng tôi xin phép, quý thầy để mà mở những cái khóa tu lớn hơn, nó gặp nhiều cái trở ngại ở mỗi một cái khu vực, mỗi một cái địa phương khác nhau. Mỗi một cái khu vực, mỗi một cái địa phương khác nhau thì nó có những cái trở ngại khác nhau. Nhưng mà cũng vậy, như chúng tôi nói quý vị, là khi mình làm với hết tâm ý của mình và mình có cái sự ứng dụng rõ ràng cụ thể trên bản thân và những người thân của mình rồi, thì cái tự động nó lan tỏa. Quý vị thấy chẳng hạn như cái chương trình ở Việt Nam này, tức là chúng tôi chưa hề có một cái talk show hay cái quảng cáo nào hết cả, nhưng mà tự động những người thực tập, thành đó lý do hồi nãy chúng ta hỏi quý vị là bao nhiêu người đã tham dự. Tức là khi chúng ta thực tập, chúng ta thấy sự chuyển hóa, và sự chuyển hóa này là nó ngay trong tự thân mình trước. Và khi mình chuyển hóa được mình rồi á, thì tự nhiên, là mình nói tự nhiên theo đúng nghĩa chứ không phải cái từ ở ngoài, mình nói là tự nhiên nó xảy đến mình, tức là phải hiểu luật vũ trụ. Phải hiểu cái luật vũ trụ, tức là khi mình có sự chuyển hóa và năng lượng tích cực nó đến thì nó sẽ lan tỏa ra. Và khi nó lan tỏa ra thì nó lại tiếp tục cộng hưởng chiêu cảm tới theo nguyên tắc của lực hấp dẫn. Vậy thì như vậy, quý vị muốn chuyển hóa những người xung quanh, đừng có đòi hỏi ta làm gì hết, chỉ cần quay về chuyển hóa mình trước. Đó là điều tất yếu thôi. Và không cần biết cái người đó là ngôn ngữ gì, chủng tộc gì. Riêng ở Việt Nam, ở nước ngoài cũng vậy, có rất nhiều cô đến thanh phiền của chúng tôi, trời thầy ơi, sao người ta vô minh vậy, sao người ta nhậu nhẹt nhiều, sao người ta hút thuốc nhiều vậy, bây giờ làm sao cho người ta tới, con nói hoài không được. Thầy nói không sao đâu, cứ thực tập đi rồi nó sẽ chuyển hóa. Và thì mầu nhiệm nó xảy ra. Mà mầu nhiệm đấy là gì? Mầu nhiệm trong tâm linh cũng thế, tức là nó cũng là luật vũ trụ. Mình phải có cái ở bên trong của chính mình thật. Ta nói là hữu cầu tất ứng, tức là mình phải có một cái sự thành tâm, sự tha thiết, cái sự mạnh đủ lực ở trong. Khi nó chuyển trong thì ngay lập tức nó mới có sự cộng hưởng ở ngoài. Còn nếu ở trong chưa có thì không bao giờ cái ở ngoài nó đi vào được. Thành ra khi mà chúng ta thực tập được đúng như vậy thì nó cứ lan tỏa ra. Và quý vị biết là cái chương trình này thì nó bắt đầu lan tỏa từ 2008. Thì cũng vậy, sau khi mà nó lan tỏa ra 2008 thì bắt đầu nó đến tay của Tăng Thanh Thằng Mai. Thì lúc đó thì các anh em ấy mời chúng tôi vào 2009 để bắt đầu chia sẻ cho cộng đồng Tăng Thanh Thằng Mai. Và đặc biệt là Tăng Thanh Thằng Mai thì giới trẻ rất là nhiều và người Tây Phương rất là nhiều. Và người Tây Phương thì nó rất thích những phương pháp này, những cái phương pháp không dùng thuốc. Và kể cả những người châu Âu, kể cả những cái khóa ở Pháp là có các linh mục, các cha, có cả thị trưởng, có cả phi công. Thì chúng tôi, nếu mà quý vị có thể nghe được tiếng Pháp thì quý vị có thể lên cái trang Sống Chánh Niệm thì có những bài chia sẻ của như anh phi công. Tức là đi khắp hết tất cả các nước nổi tiếng nhất, kể cả ở Mỹ nó có cái Mayo Clinic đó, đó là cái
tạm gọi là cái trung tâm chữa trị nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, với cái tinh thần gần giống như ngày xưa của ông bà mình, tức là lương y như từ mẫu. Người thầy thuốc làm việc không quan tâm tới lương bổng. Bởi vì sao? Tại vì khi mình làm việc đúng rồi, mình chữa trị được lành rồi, thì tất cả những người giàu có, những người tỷ phú, người ta sẽ đổ tiền vào đó để người ta hỗ trợ cho những cái công trình nghiên cứu. Và cái người thầy thuốc được bù đắp lại, mình không phải lo cho gia đình nhiều quá, mình không phải lo kinh tế nhiều quá, thì người ta mới có cái năng lực thực sự. Còn hầu hết cái ngành healthcare trên thế giới ngày nay nó đã trở thành một cái ngành business trá hình, khi nó lấy cái profit, cái lợi nhuận là cái mục tiêu đầu trên hết, thì nó đã trở thành một cái ngành business trá hình rồi. Thành ra cái Mayo Clinic này á, là cái nơi mà tương đối là trị bệnh khá thành công, nổi tiếng ở Rochester, là của tiểu bang Minnesota, gần cái trung tâm của chúng tôi á. Thì anh chàng phi công này đã đi hết tất cả các nơi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, không hết. Mà tự nhiên khi tới cái khóa học này mà không được học trực tiếp. Vì cái gì? Vì những cái mạch máu nó co thắt và nó đóng. Thành ra khi mà take off, tức là khi cất cánh, là khi landing, là cái lúc mà áp suất nó thay đổi nhiều nhất, thì lúc nó co thắt lại. Thì như vậy làm sao mà control được? Thì như vậy không phải chết mình mà chết cả người trên máy bay. Không biết làm sao ảnh vượt qua được, người ta không phát hiện. Thì sau đó là anh phi công phụ, anh phát hiện được và anh báo về tổng công ty, thì nó bắt buộc anh chàng này, làm anh chàng rất là nổi tiếng. Thành cuối cùng thì nó cho anh điều trị, nhưng mà điều trị khắp nơi không hết. Cái cuối cùng may mắn là cái cô vợ của ảnh là một trong những học viên của chúng tôi, thì mới nói ảnh là thử. Thì lúc đó là ảnh tham gia một khóa học, nhưng mà vì bác sĩ người ta theo dõi quá sát, người ta kiểm tra liên tục, không phải bằng phone mà có khi là vài ba tiếng ta chạy tới nhà, thì thấy là anh phải tự làm ở nhà. Đó là mình sẽ đưa bài, xong rồi hướng dẫn cách làm nước, xong anh về tự làm ở nhà. Mà sau một tuần lễ, chỉ cần sau một tuần lễ thôi, là nó cái sự mầu nhiệm nó xảy ra. Tức là mạch máu anh đã từng phẫu thuật để mà thay những cái ven. Bình thường nghe nó là thay gánh stent ở trên tim mạch thôi. Đây này, tất cả những cái bắp đùi, bắp tay phải mổ hết, thì quý vị biết công phu lắm. Đó là nó những cái mạch nhỏ ở trong. Vậy thì hầu hết những căn bệnh nan y, và đối với người ung thư thì chúng tôi không nói, là tại chúng tôi phát nguyện cái này cho châu Âu là cho những người ung thư. Nhưng mà có rất là nhiều cái căn bệnh quái chiêu, quý vị. Ngày nay nó có rất nhiều cái căn bệnh quái đản. Và tại sao mà chúng tôi có cái cơ hội để mà tiếp cận? Cũng vậy, nhờ cái di chuyển. Một ông bác sĩ ngồi ở bệnh viện hay ngồi ở phòng mạch, không có cơ hội để tiếp nhận những cái bệnh nhân đặc biệt đó. Tại vì thứ nhất, người ta không có phương tiện đến với mình. Thứ hai, người ta không có tiền. Chỉ có khi nào mình phát tâm, mình di chuyển với tất cả những vùng của một đất nước hay là nhiều đất nước bao nhiêu, thì mình có cơ hội để mà tiếp cận với nhiều cái căn bệnh đặc biệt như vậy. Thì lúc đó mình mới có khả năng để mà phát triển. Thành ra cái phương pháp này chúng tôi đã giúp cho rất nhiều người, mà những cái căn bệnh phải nói là rất là đặc biệt, người ta vượt thoát. Nhưng mà trở lại một lần nữa là từ đâu? Chính bản thân bệnh nhân. Cái điều mà chúng ta phải nhắc đi nhắc lại cho quý vị, chúng tôi chỉ là cái người nghiên cứu ứng dụng và trao truyền thôi. Còn cái thành công đến mức độ nào là tùy theo cái sự thực tập của chính mình. Phải hiểu đúng luật vũ trụ, phải thực tập đúng thì có sự chuyển hóa liền ngay lập tức. Và có những cái bệnh gọi là rất là phổ thông, nhưng mà nó cũng mầu nhiệm một cách tuyệt vời. Chẳng hạn như cái bệnh mình gọi là bệnh tiểu đường. Chúng tôi không khuyến khích quý vị sử dụng cái từ tiểu đường, mà chúng tôi phải nhắc hoài trong các khóa học là đường cao trong máu. Tuy nhiên, đối với cái bệnh nhân này là bệnh nhân tiểu đường thiệt. Tức là một vị thầy mới có 28 tuổi thôi,
bị bệnh 2 năm rồi, nó nặng đến mức độ mà suy thận luôn. Và đi hết tất cả châu Âu rồi, trị không hết bệnh. Cũng vậy, Việt Nam mình là chờ nước đến chân đến nhảy, tức là 8 tuần lễ chúng tôi ở châu Âu rồi không chịu, còn chờ 2 tuần sinh thêm ké thì bắt đầu tuần cuối mới bay từ Ba Lan qua Hungary. Thì ngày hôm trước thử máu, thì ông bác sĩ ông vừa lấy được cái kết quả thử máu là ông gọi ông bắt đi nhập viện, là tại vì nó cái đường nó lên quá cao là sẽ gây hôn mê. Sẽ gây hôn mê thì ông bệnh nhân này trốn mất lên máy bay. Bay qua đến nơi thì vừa mở điện thoại ra một cái thì bên kia nó kêu về tới tấp, nó bắt về phải nhập viện liền, còn nếu không là phải đi tới bệnh viện ngay lập tức, còn hôn mê là người ta không chịu trách nhiệm. Là tại vì đường trong máu nó lên 200 mấy, gần 300, nhưng mà đường trong nước tiểu lên tới 7.000 mấy. Kinh khủng, trong cuộc đời chúng tôi chưa gặp. Nhưng mà sau 3 ngày rưỡi thực tập, về tới nơi cái bác sĩ đón ngay phi trường liền, đưa bệnh viện thử máu. Lấy kết quả liền ngay lập tức, không cho bệnh nhân đi đâu, vô thử nghiệm liền ngay lập tức. Ông cầm ra, ông ngạc nhiên, ông tưởng là ông nhầm kết quả, vô kiểm tra lại lần nữa, ra kết quả y chang vậy, trở về bình thường hết, kể cả đường, cả mỡ, cholesterol, triglyceride. Ông hỏi mày đi đâu 3 ngày nay? Tao đi thanh lọc, thanh tắm. Nó nói không thể nào có cái chuyện này xảy ra trong cuộc đời. Đường trong máu gần 300, đường trong nước tiểu 7.000 mấy, xuống trở về bình thường trong 3 ngày rưỡi. Vậy thì đó là những cái bệnh mình nói là rất tạm gọi là bình thường ngày nay, phải không? Đường cao, mỡ cao, máu cao là hình như hết 50-60% bị rồi. Đó. Còn những cái bệnh đặc biệt thì những cái bệnh rất là đặc biệt, hiếm hoi thì nó cũng có thể chuyển hóa được. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói là chúng tôi di chuyển qua hơn 25 quốc gia và cứ mỗi một năm là 8 tháng. Mỗi một năm 8 tháng là đi qua 4 châu lục và mỗi châu lục chỉ có 2 tháng thôi. Còn 4 tháng kia là đóng cửa nhập thất. Nhưng mà chỉ có năm nay là bị kẹt ở đây. Chỉ có năm nay bị kẹt ở đây thôi. Thành ra cố gắng là chúng ta làm sao để mà mình tận dụng, bởi vì cái thời gian sắp tới thì có lẽ chúng tôi cũng phải trở về, tại vì bà con bên kia người ta cũng đang chờ đợi. Dĩ nhiên thì hiện nay vẫn có những khóa học online cho bên kia, nhưng mà cái người chế biến thức ăn thì như nãy MC có nói đó, tức là ở bên kia chỉ có những khóa nào dưới 50 người thì chúng tôi mới nhào xuống dưới hậu cần để chế biến. Còn ở bên này những khóa từ 200 đến 400, 500 ngày nào chúng tôi cũng phải nhào xuống hết. Đó. Thì cái nguồn chế biến thức ăn nó cũng quan trọng nha. Và cái sự thực tập của mình là cái quan trọng nhất. Thành ra đây là cái mà sau những cái gian khó của chính mình thì chúng ta thấy rằng cho dù ngày mai mình có thể không còn thở được nữa, nhưng mà ít nhất rằng 9 tháng, hơn 9 tháng ở Việt Nam cứ mỗi một tháng là có 4 khóa. Dù là dịch hay là không có dịch, cái mùa có dịch chúng tôi vẫn liên tục làm online. Cái mùa có dịch thì vừa online vừa offline. Còn khi mà không có dịch thì mình được rõ ràng cả hai lớp. Còn khi mà có dịch là quý vị thấy chúng tôi vẫn có lớp online như thường. Vậy thì cái mục đích ở đây chúng tôi muốn là làm sao để chúng ta nắm được cái nguyên tắc mà mỗi một người phải trở về để mà khai thác hết tất cả những cái tiềm năng ở bên trong của mình, để làm sao mỗi một người đều có nhiều cái vị thầy trong mình. Ai cũng có hết cả. Tại sao? Là tại vì ai cũng đã từng học cái này, quý vị quá quen rồi, phải không? Sóng năng lượng này là mình học ở đâu? Hình học có, vật lý học có. Vậy thì với cái sóng năng lượng này không thôi, nó nói lên rất nhiều điều. Cân bằng, lưu chuyển, vô thường, vô ngã, tất cả nó đều nằm ở đây. Ai cũng đã từng học những cái này ở căn bản cấp 2 hết rồi. Rồi từ cái sóng năng lượng này nó tạo ra cái gì? Cái quang phổ này, ai cũng đã từng học. Mình gọi là hiện tượng này là hiện tượng gì? Khúc xạ. Thấy không? Vậy thì tại sao trong cái quang phổ vô lượng màu đó, đấy, quý vị thấy trong cái quang phổ vô lượng màu như vậy, thì
cái khoảng mà mình nhìn được bằng mắt thường của một con người với cái thần kinh thị giác bình thường, mình chỉ nhìn được có 7 màu cầu vồng. Và trong 7 màu cầu vồng đó, tại sao cái màu xanh lục nó lại nằm ngay chính giữa? À, tất cả nó đều là sự cài đặt của vũ trụ, đều là sự màu nhiệm của vũ trụ hết cả. Đấy. Vậy thì tất cả những cái này chúng ta đã được học hết rồi, vì mình có ứng dụng nó vào trong đời sống của mình cụ thể hay không? Cũng như là chúng ta đã học là cái màu xanh lục này là cái màu của gì lục tố, phải không? Vậy thì hầu hết cây xanh đều có lá màu xanh. Dù cái cây đó sau này nó có cái lá màu đỏ, màu cam, màu tím, dù cái cây đó nó tạo ra cái trái hay cái củ màu trắng, màu đỏ, màu hồng. Lấy ví dụ như củ cà rốt màu gạch cua, nó ra củ cải màu trắng, củ dền màu đỏ, phải không? Nhưng mà cái lá mầm của nó vẫn phải có màu xanh. Cái trái của nó ra màu gì cũng cần biết, cái lá của nó, lá mầm của nó vẫn phải màu xanh. Vậy thì nó nói cái điều gì? Cái căn bản, cái trung tâm, cái trung đạo, cái chân như. Thì tại sao từ cái màu xanh lục đó nó biến thành cái cuối quang phổ của mình là màu đỏ? Vậy thì tất cả 99% những động vật là đều có máu màu đỏ hết. Nó tương tự như là cái màu xanh của vũ trụ, của cây xanh, của sự sống. Vậy thì mối quan hệ mật thiết tất cả những cái này vũ trụ đã cài đặt sẵn sàng và chúng ta đã học mà mình không ứng dụng. Rồi từ cái nguyên tắc này, nó đi đến cái này là cái gì? Một atom, tức là một nguyên tử. Thấy đấy chưa? Thì chúng ta cũng đã học cái này hết rồi. Vật lý học, lớp 6, lớp 7 học rồi. Thì trong một cái nguyên tử của mình có hạt trung tính nó nằm ở chính giữa, kế đến là hạt dương tính, và bên ngoài là hạt điện tích âm. Và tất cả những cái này nó có cố định không? Không, nó thay đổi liên tục. Thấy không? Thành ra ngày xưa vật lý lượng tử chưa ra đời thì mình tưởng rằng đây là những hạt vật chất nhỏ bé nhất. Nhưng mà bây giờ vật lý lượng tử đã chứng minh rằng thể sống và thể hạt, khi nó di chuyển nhanh thì nó biến thành thể sống, khi nó di chuyển chậm thành nó là thể hạt. Vậy thì càng chậm lột bao nhiêu thì nó sẽ càng rớt xuống, nó càng thô bấy nhiêu. Có thể thấy chưa? Vậy thì trong cái nguyên tắc này, trong cái nguyên tắc của cái cấu tạo để tạo thành ra một nguyên tử đấy, thì quý vị thấy rằng nó liên tục, nó thay đổi, nhưng mà cái sự sắp xếp cấu tạo của nó vẫn vậy. Tức là cái dương nằm ở trong, cái âm nằm ở ngoài. Tức là cái tốt nó đi vào, cái xấu nó đẩy ra, cái mới nó đi vào, cái cũ nó đẩy ra. Thành ra con người chúng ta liên tục được làm mới, liên tục được chuyển hóa, liên tục được đào thải. Phải không? Thành nếu chúng ta sống đúng luật, chúng ta phải làm sao để hiểu và cân bằng hết tất cả những cái này. Vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng trở về với cái tận cùng bên trong là cái chân như, cái tĩnh lặng, khi mình càng hướng ra bên ngoài nhiều bao nhiêu, mình càng lăng xăng, càng dao động, phải không? Mình càng đi vào bên trong nhiều bao nhiêu, thì cái nguyên tắc này có phải cho con người không? Thưa quý vị, không. Nguyên tắc này ứng dụng cho hết tất cả. Quý vị thấy ngọc nằm ở đâu? Ngọc nằm trong đá, xung quanh nó là một khối đá, nó xù xì, nó xấu xí. Phải không? Quặng mỏ nó nằm ở đâu? Nằm trong lòng đất. Thành ra tất cả những cái thể khoáng sản nó cũng vậy, và thể thực vật cũng vậy, những gì tinh hoa nhất nó giấu kỹ ở bên trong. Thành ra kể cả cái khâu mà pha chế, cái nguyên tắc xay vắt ép như thế nào cũng phải nghiên cứu từ cái nguyên tắc này. Tại vì nhiều cái máy nó sản xuất, nó chỉ chút, nó chỉ lấy cái nước cho mình ra mình uống, mình thấy ngon ngọt lắm. Nhưng mà những cái đó nó không phải là chất dinh dưỡng thực, cái đó nó không phải là cái năng lượng thực. Đấy, thì ở đây để chúng ta thấy rằng đây là những cái nguyên tắc rất căn bản mà mình đã học mà mình không ứng dụng. Vậy thì cũng từ cái nguyên tắc đó chúng ta thấy từ cái năng lượng nó chuyển qua cái thể khí. Từ thể khí nó chuyển sang thể lỏng, từ thể lỏng nó chuyển sang thể rắn. Thành ra tại sao càng ngày chúng ta càng bị phù nề, càng bị tắc nghẽn, càng bị ung bướu, là vì chúng ta không hiểu cái nguyên tắc này. Và một mặt chúng ta hiểu luật bảo toàn năng lượng cũng vậy, khi cái mặt này nó trì trệ thì cái mặt kia nó sẽ gia tăng. Thành ra chúng ta thấy ở bên ngoài của chúng ta, tại sao những cái cơn lốc xoáy, tại sao lũ lụt nó càng gia tăng, tại sao cái sự mất cân bằng trong vũ trụ, trong thời tiết cũng như trong con người của chúng ta, nó đều có mối liên quan mật thiết với nhau hết.
Thì đi vào khóa học thì chúng tôi sẽ giải thích cái cơ chế này và cái ứng dụng nó từ cái việc nuôi dưỡng, trị liệu cũng như là cái việc chẩn đoán ngày nay của chúng ta nó sai lầm. Và từ bốn cái yếu tố căn bản này, chúng ta nên nhớ một lần nữa, nó cũng không cố định, nó thay đổi liên tục. Nó thay đổi liên tục. Vậy thì nếu như mà mình để cho, nếu như mình để cho nó đi ngược thì nó sẽ nặng xuống. Nó càng ngày nó càng thô, nó càng nặng. Thì quý vị thấy đó. Tức là nếu như chúng ta nhìn mà nó ngược, nó sai lầm, thì càng ngày nó càng kết xuống từ từ. Và cái nhận thức của mình sai lầm, sống sai lầm bao nhiêu thì chúng ta thấy càng ngày nó càng thô, càng nặng. Và chúng ta cũng đã học cái luật bảo toàn năng lượng vũ trụ không sanh ra, không mất đi. Vậy thì khi mà cái nhận thức của mình càng sai bao nhiêu, nó càng kết càng nặng bao nhiêu, thì cái trên nó càng yếu bấy nhiêu. Thì giờ mình phải chuyển ngược nó lại, sống đúng với vũ trụ, đúng trong con người của mình cũng như đúng với bên ngoài. Thì cái thân của mình cũng vậy. Nếu mà mình cứ lo chăm sóc cái thân của mình, làm nô lệ cho cái thân, cái hướng ngoại không, thì mình đánh mất hết tất cả những cái phần trên của mình đi. Thấy không? Còn khi mà mình hiểu lại rõ ràng cái nhận thức đúng đắn của mình, thì cái phần thân vật lý này của mình nó chỉ là một cái phần rất nhỏ để làm cái nhiệm vụ lắng nghe cái lệnh của anh chàng này và cần cái sự cung cấp năng lượng của phần thân sinh lý. Thành trong cái khóa học nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu cái mối quan hệ mật thiết và làm sao để mà mình vận hành cái con người của mình nó đúng đắn, nó phù hợp với quy luật vũ trụ cũng như là nó phối hợp chặt chẽ với cái môi trường ở bên ngoài. Và cũng trở lại với cái sóng năng lượng hồi nãy chúng ta nói, vô thường là gì? Vô thường là đổi thay. Vậy thì không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì cái bệnh tật của chúng ta cũng không thể tồn tại nếu như nó không được nuôi dưỡng. Và ai là người nuôi dưỡng nó? Chính mình đấy. Thì như vậy, ngược lại, cái bình an hạnh phúc của mình ha, nó có tồn tại mãi không? Thưa quý vị, cũng không. Nhớ là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì nếu cái nào mà nó phát triển mạnh mẽ, tức là cái đó mình đang nuôi dưỡng nó tốt. Nếu cái nào mà nó không phát triển mạnh mẽ, tức là cái đó mình không nuôi dưỡng nó. Vậy thì ở đây cũng vậy, chúng ta phải học cái cách làm sao để tận dụng từng nguồn thức ăn, để lấy hết đầy đủ năng lượng, để nó tương ưng như vậy thì nó mới nuôi dưỡng hết các cái phần không những của riêng mình, mà của cả cái vũ trụ. Chúng ta nên nhớ cả vũ trụ của mình, cái hành tinh của chúng ta cũng đang được cấu tạo theo đúng cái tỷ lệ này. Còn nếu như mà mình làm cho nó lệch thì là mình sẽ chịu. Mình sẽ chịu rất nhiều cái hậu quả và mình chỉ là một hạt bụi trong cái vũ trụ này mà thôi. Thì cái khóa học nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái nhận thức để làm sao mình biết cách sử dụng từ những cái căn bản của những cái thức ăn của mình. Nhưng mình biết sử dụng nó đúng đắn. Thì khi sử dụng đúng đắn thì nó sẽ nuôi dưỡng mình. Và trong cái mối quan hệ mình phải thấy rõ ràng, từ một cái sóng năng lượng nó biến thành ra các hạt vật chất, nó biến ra thành ra nguyên tử, nguyên tố, phân tử, hợp chất. Vậy thì cái việc mà mình hiểu mình sử dụng những cái thức ăn của mình hay là các thuốc của mình có đúng hay không, việc sử dụng tất cả những cái phương tiện trong đời sống của mình nó có đúng hay không, thì ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhận thức đúng đắn hơn. Và một cái sai lầm của chúng ta ngày nay là chúng ta sống trật với cái chu kỳ sinh học này. Thì tất cả mọi cái nó đều có mối quan hệ mật thiết với nhau hết. Đó là lý do tại sao mà cái sự phối hợp chặt chẽ của hết tất cả những yếu tố này đi vào trong đời sống của mình thì nó sẽ giúp cho mình có sự chuyển hóa. Rồi, thì mong rằng với cái sự chia sẻ ngắn như vậy để giúp cho chúng ta có được cái khái niệm từ đâu mà cái này nó có và nó quan trọng như thế nào, tại sao nó lại có cái sự chuyển hóa nhanh như vậy. Nếu quý vị thực tập đúng thì bảo đảm 3 ngày rưỡi là quý vị đã thấy liền. Còn có những người là mỗi một ngày là quý vị thấy từ cái da mặt của mình nó mịn màng, nó sáng ra,
từ cái đau nhức của mình thấy nó giảm đi, rồi ở bên trong của mình là mình thấy người của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ thông thoáng hơn. Các cái chỉ số sinh học của mình nó sẽ cân bằng trở lại. Và cái điều ở đây trở lại một lần nữa là có những người sợ mất cân. Thì chúng tôi nói là cái gì của mình là của mình. Và cái phương pháp này là phương pháp cân bằng tự nhiên của vũ trụ. Thành ra những người lúc đầu mà gầy ốm sau khi thanh lọc có thể mất một số cân, nhưng mà sau đó thì nó lại lên cân trở lại. Ngược lại những người dư thừa cân nặng thì sau khi thanh lọc nó sẽ vứt bỏ đi những cái gì không cần thiết để nó tái lập lại cái sự cân bằng của nó. Và từ sự cân bằng của mình nó đưa đến cái sự cân bằng của gia đình, của cộng đồng và của cái môi trường xung quanh. Đấy, thì mong rằng cho dù quý vị có điều kiện để đến với cái lớp học hay không, chúng ta cũng có thể tham khảo những cái chương trình này ở trên các cái trang mạng, trang Sống Chánh Niệm hay là trang YouTube Tâm Thành Sakya, thì có hướng dẫn đầy đủ hết. Và hầu hết ở bên Tây Phương thì số lượng học viên online hay là tự học nhiều hơn là offline tại chỗ, bởi vì thời gian, điều kiện, phương tiện nó không có dễ dàng như ở Việt Nam mình, công việc nó bận rộn, hay là có khi là chỉ có năm nay thì chúng ta mới kẹt ở Việt Nam thôi. Còn ở bên nước ngoài thì mặc dù cái lịch của chúng tôi đã đưa lên mạng trước một năm để người ta xin phép, đã chuẩn bị tổ chức, nhưng mà cái tật của con người mình nói riêng và Việt Nam mình nữa thì cái chờ nước tính chân mới nhảy. Thì như vậy là có khi biết tới khóa học thì chúng tôi đã bay sang nước khác rồi. Thành ra cái người mà tự thực tập nhiều hơn là cái người được học trực tiếp. Tuy nhiên người ta vẫn có sự chuyển hóa rất tốt nếu như người ta thực tập đúng theo sự hướng dẫn. Và trở lại là tất cả những gì chúng tôi chia sẻ hỗ trợ chỉ là cái phần bên ngoài thôi. Cái phần tiên quyết quan trọng nhất là quý vị có nắm bắt và có thực tập hay không. Còn nếu mình không nắm bắt đúng, nếu mình không chịu thực tập thì không ai có thể chuyển hóa cho mình được hết cả. Quý vị nên nhớ là kể cả Đức Chúa Giê-xu cũng không cứu được mình, kể cả Đức Phật Gautama cũng phải chịu luật nhân quả và cũng không cứu được một người nào trong dòng họ mình hết cả. Thành ra chúng ta phải là người tự chuyển hóa và tự cứu lấy mình. Và một lần nữa, điều này vũ trụ đã cài đặt sẵn cho hết tất cả mọi loài chúng sanh, không riêng gì con người mình. Nhớ chưa? Mọi loài chúng sanh đều được cài đặt hết cả, chứ không riêng con người của mình đâu. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái luật này thì chúng ta phải làm sao sống một cách hòa thuận với chính mình và với môi trường xung quanh thì mình sẽ thấy được cái cuộc đời của mình nó tốt đẹp rất là nhiều. Rồi, cảm ơn hết tất cả đại chúng. Em xin hỏi là có một người bạn của em thì gần đây có bị tai biến. Và khi tai biến thì những cái cơ thể như là bình thường hết, nhưng mà chỉ có bị cái phần mà ngôn ngữ, như là anh đó thì ảnh quên tên những người trong gia đình, và ảnh nói thì rất là khó cho mọi người nghe hiểu được. Và xin hỏi thầy có những cái cách nào để giúp cho ảnh không ạ? Dạ rồi, cảm ơn cái câu hỏi của em. Thì một người khi mà bị tai biến, tức là cái mạch máu ở trên não nó bị teo, nó không còn cung cấp và máu dưỡng khí cho cái phần của não. Thành ra nó sẽ tùy theo, nó có nhiều cái mạch máu nhỏ, có những cái là nó sẽ chi phối đến cái hệ cơ bắp, có những cái nó sẽ chi phối đến cái hệ nội tiết, và có những cái nó chi phối đến những cái hệ về thần kinh hay là các cái trung tâm dữ liệu. Mà thông thường thì nếu chúng ta bị tổn thương hay là tắc nghẽn một cái mạch máu lớn thì nó sẽ ảnh hưởng hết.
Thành ra chúng ta thấy tại sao có người khi mà bị tai biến thì người ta vừa bị liệt người, vừa bị méo miệng, vừa bị quên, vừa mất trí nhớ vân vân, không nói được. Có người thì nó chỉ bị một cái phần nào đó thôi. Nó trở lại đối với cái phương pháp này là nó sẽ giúp cho mình khai thông hết tất cả những cái bế tắc. Khai thông hết tất cả những cái bế tắc. Về cái phần thể chất là mình có xoa bóp, vận động, hít thở. Về cái phần ở bên trong thì mình dùng những cái thức ăn, thức uống, mình dùng những cái nguyên tắc của vũ trụ để nó đưa cái mới vào, nó đào thải những cái cũ ra và nó khai thông hết những cái bế tắc. Về cái phần thứ ba là cái ý thức của mình đó, thì mình sẽ dùng cái ý thức của mình hướng vào bên trong, và dùng cái như lý tác ý đó, tức là mình hiểu cái nguyên tắc của mình, cái thần kinh của mình, cái não bộ của mình là ông chủ đã điều khiển. Vậy thì bây giờ khi mà mình muốn nói thì mình phải tập và nghĩ tới cái chữ đó, mình phải tập hướng cái tâm của mình tới cái phần não bộ nào mà mình thấy đang bị bế tắc, nó đang đau. Thì đó, rồi khi mình tập từ từ, thì như vậy là bên Đông Phương người ta có nói là ý ở đâu thì khí đi tới đó, khí đi tới đâu thì huyết dịch nó sẽ đi theo. Thì cứ liên tục phối hợp chặt chẽ, vừa vận động xoa bóp ở bên ngoài. Ở đây thì tạm thời là mình sẽ chú tâm vào cái phần đầu nhiều hơn, cái phần mé sau đầu của mình nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa là sử dụng các cái nước ép rau củ theo công thức đã được cho. Và cái thứ ba là tập hít thở, cũng như là tập tác ý chú tâm vào những cái vùng não bộ, những cái vùng trí nhớ. Phần ngôn ngữ của mình là thông thường nó sẽ tập trung ở mấy đằng sau, phía sau não, phía sau đầu của mình. Thì khi mình tập trung mình làm như vậy thì tùy theo cái sự thực tập của mình, nó chuyên được bao lâu, nó tập trung được bao lâu thì càng làm đúng bao nhiêu, nhiều bao nhiêu thì kết quả nó sẽ đến sớm bấy nhiêu. Lấy ví dụ như trong cái khóa cách đây 2 tuần ở Gia Lai thì có một bệnh nhân là ngày đầu tiên đi vào là đi xe lăn, phải có người đỡ lên cầu thang, không đi được, không nói được. Nhưng mà qua ngày thứ 2 thì bắt đầu bỏ xe leo cầu thang, qua ngày thứ 3 bắt đầu đi đứng được, nói được. Thì như vậy tùy theo cái sự thực tập của mỗi người, có thể là nó sẽ cần một vài tuần lễ, có thể là một vài ngày, thì tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của bệnh và tùy theo cái sự thực tập của mình có đúng đắn chuyên chú hay không. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ thầy, cho em hỏi là em muốn đăng ký vào khóa này thì em sẽ đăng ký như thế nào ạ? Tại vì em cũng biết là duyên chắc là cũng có thể rằng là sắp tới thầy phải qua lại bên nước ngoài, nên thành ra là em không biết là có còn duyên để em và gia đình có thể tham dự được hay là không ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Ở đây thì tất cả những học viên mà đã có trong các cái nhóm Zalo thì đều được thông báo. Thì như vậy là em có thể liên lạc với tất cả những bạn nào, hay là em có thể liên lạc với bên hệ thống Tuệ Đức. Nhưng mà phải nói là phải rất là nhanh chân, là tại bây giờ không có đưa cái link ra bên ngoài. Bây giờ là chỉ có trong nội bộ thôi, và như hồi nãy có nói là chỉ cần mở lên 20 phút thôi là đóng. Đó, chỉ có 20 phút cho tới nửa giờ là tối đa, thì như vậy là nó đã quá tải rồi. Thì liên hệ với các anh chị em để có, người ta sẽ thông báo trước luôn. Tức là bên ban tổ chức sẽ thông báo trước cái giờ mở link, cái ngày giờ mở link, thì như vậy đúng cái, cố gắng là canh đúng cái ngày giờ đó, khi người ta mở ra cái thì mình đăng ký liền, thì mình có cơ hội. Và hình như bây giờ cho đến cuối năm, nếu có thể là chỉ còn một khóa ở Sài Gòn mà thôi. Đó. Rồi cho tới tháng 2 năm 2021 thì tháng Giêng đã đầy lịch rồi, nhưng mà chưa có lịch cho tháng 2. Đó, thành ra ai muốn đăng ký thì phải cố gắng liên hệ với ban tổ chức, và khi mình có cái ngày giờ thì chúng ta cố gắng nhanh chân lên. Dạ, con chào thầy và chào toàn thể đại chúng. Con cũng được may mắn, duyên lành,
Con tham gia khóa thanh lọc thân tâm với thầy cùng với mẹ con và rõ ràng nhận được cái lợi lạc rất lớn từ cái khóa đó. Và hôm nay con thấy cái thông điệp là của bên Bách Khoa mình tổ chức để là đánh thức vị thầy bên trong. Thế là con phải tham gia thôi. Và hồi nãy khi nghe thầy chia sẻ thì thầy có nói nhiều về cái chuyện quay trở về với mình thường xuyên hơn á. Thì con xin hỏi thầy rằng, trong quá trình mình tham gia và tiếp xúc với thầy thì con biết thầy là một vị thầy có sự thức tỉnh về tâm linh. Cho nên con rất rất muốn biết về cái trải nghiệm của thầy, về cái chuyện quay trở về với mình thường xuyên hơn là như thế nào. Mong thầy chia sẻ với con và đại chúng. Cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn cái câu hỏi rất là thiết thực và quan trọng. Thì như trong cái khóa học á, trong cái khóa học của mình thì chúng ta có nhắc tới những cái câu châm ngôn rất là căn bản của ông bà mình thường nói là gì? Bệnh tòng khẩu nhập, phải không? Tức là bệnh đi vào từ đường miệng. Nhưng mà cái đó chúng tôi đã nhắc trong các khóa học 10 năm nay rồi, nhưng mà vẫn còn ít người tỉnh giác quá. Thành ra chúng tôi đã khuyến cáo là năm 2020 nó sẽ có sự cố, và đó cũng là lý do tại sao mà vũ trụ nó sắp đặt chúng tôi có mặt ở Việt Nam. Hầu như 8 năm, 10 năm nay chúng tôi không có mặt ở Việt Nam vào mùa Tết. Chỉ có những năm trước 2011-12 thì có mặt làm từ thiện xong là chiều 30 là lên máy bay, tối 30 là trình bày. Và nó... Năm nay thì mọi cái nhân duyên nó sắp xếp làm sao để chúng tôi có mặt ở đây và đúng ngay cái dịp Tết và đúng ngay dịp Covid. Vậy Covid đến đây để nhắc nhở mình cái gì? Không phải bịt miệng mà bịt gì nữa? Bịt mũi, để mình thấy rằng cái mạng sống của mình và cái bệnh tật của mình nó còn nhanh chóng hơn, nó còn quan trọng hơn qua hơi thở của mình. Đấy. Thành ra mình đừng tưởng là mình sống 5-70 năm mà mình sống bằng từng hơi thở một. Vậy thì muốn có mặt cho mình trọn vẹn, cố gắng làm sao có mặt cho từng hơi thở. Bất cứ lúc nào mình làm gì ở đâu. Nhưng mà dễ dàng nhất là khi mình tập ngồi yên lại một chỗ, đừng có những cái tác động xung quanh nó chi phối. Thì đó là lúc dễ dàng nhất. Tuy nhiên, sau khi mình thực tập cái căn bản đó rồi thì mình phải làm sao ứng dụng nó trong mọi sinh hoạt của mình, chứ không phải chỉ có ngồi yên một chỗ nhắm mắt không thôi thì chả làm được cái tích sự gì cho mình và cho những người khác hết cả. Nên nhớ cái sóng năng lượng của vũ trụ nó còn phải di chuyển liên tục, nó phải thay đổi liên tục thì nó mới đúng luật. Thành ra cái điều này có nhiều người nhầm lẫn, tức là nghĩ rằng chánh niệm lúc nào cũng phải chậm. Điều này hoàn toàn không phải. Okay. Có những lúc quý vị phải chạy như bay, quý vị phải xử lý rất nhanh cái tình huống. Tại vì mình xử lý chậm là tiêu. Vậy thì có những lúc mình phải làm rất nhanh, nhưng mà phải trong sự tỉnh thức. Đó là lý do tại sao mà các anh chị em có hỏi thầy ngồi ở trên giảng đường mà tại sao khi thầy bước xuống một cái là có chuyện liền ngay lập tức. Bất cứ một cái sự cố nào nó xảy ra là thầy đã nhắc nhở trước cho các anh chị em rồi. Nhưng mà chỉ cần thiếu tỉnh giác một cái là thầy xuống tới nay là vừa đúng lúc xảy ra. Trong tất cả mọi cái, từ máy móc, từ cái pha chế hay là từ cái việc gì cũng vậy. Với nó tại có thầy, nếu vậy thì không có thầy nó trôi qua làm sao. Thành ra bất cứ ở chỗ nào, ở chỗ đâu cũng vậy. Thì người ta mới hỏi thầy có thần thông, thầy nói thầy không có thần thông gì hết cả. Thầy chỉ là người bình thường, nhưng mà thầy có cái sự tập trung và thầy làm việc rất nhanh. Nhưng mà trong lúc thầy làm việc là thầy phải lắng nghe, thầy phải quan sát từ cái mùi nó nóng, nó khét cái máy, hay là nghe cái tiếng máy nó chạy khác thường, là mình đều có thể cảm nhận được từ xa. Vậy thì cùng một lúc mình phải làm sao có được cái sự tỉnh giác đó hết thì mình mới có thể làm được cái việc lớn được. Chứ không phải lúc nào mình cũng phải chậm rãi, lúc nào mình cũng phải là đóng cửa tắt đèn ngồi yên. Vậy thì cái việc dễ dàng trước nhất là cố gắng trở về với từng hơi thở của mình trong mọi lúc, mọi thời. Đó là bước đầu tiên hết.
Dạ, con chào thầy và chào tất cả quý vị trong phòng. Hôm nay con đến đây cũng giống như là một cái cơ duyên. Con có một cái bệnh đã theo con hơn 26 tháng. Đó là mỗi ngày con phải uống thuốc đau dạ dày. Hôm nay con muốn được thầy chỉ giáo để đánh thức cái cách điều trị về cái căn bệnh đau dạ dày của con. Ở đây thì không có thời gian nha. Cố gắng là nếu tham dự được một khóa học, còn nếu không là về phải tự học online. Không có cái bệnh gì mà tự nhiên hết cả, cái gì nó cũng có nguyên nhân. Lấy ví dụ như hồi nãy mình có cho đại chúng xem cái vòng sinh học. Nếu như mình không nuôi dưỡng mình đúng giờ, nếu như mình không nuôi dưỡng mình đúng cách, nếu như mình không phối hợp thức ăn đúng, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình không lắng nghe mình. Có thể là mình vội vã quá, có thể là mình căng thẳng quá, vân vân. Đó là những cái mà nó báo cho mình mà mình không lắng nghe. Thành ra cơ thể nó phản hồi lại như vậy thôi. Còn nếu biết lắng nghe và thực tập đúng những gì hướng dẫn, thì những người bị lũng bao tử xuất huyết tiêu hóa, tức là ói ra máu hay đi cầu ra máu, bảo đảm trong vòng 7 ngày hết liền. Nhưng mà việc duy trì cái tình trạng bình an ổn định đó bao lâu tùy theo cái sự tiếp tục thực tập ở nhà của mình theo đúng sự hướng dẫn, hay là cái thói quen ngày xưa của mình nó trở lại thì cái bệnh nó sẽ trở lại. Nên nhớ không có gì tồn tại với thời gian. Vậy thì cái gì đang tồn tại, cái đó đang được nuôi dưỡng. Thưa thầy, thầy cho con hỏi, bạn con có người bị virus viêm gan B, hiện trong máu có trên 1 tỷ con virus. Đi khám bác sĩ bảo là phải uống thuốc cả đời để virus không phát triển thêm. Thầy cho con hỏi, đi thanh lọc bệnh tình có hết được không ạ? Thưa quý vị, một lần nữa nguyên tắc căn bản của vũ trụ là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Và bạo phát thì bạo tàn, đặc biệt là virus. Đúng không? Chúng ta thấy rằng virus, chúng ta có rất nhiều cái bệnh do virus gây ra, nhưng mà tại sao chúng ta không sử dụng thuốc? Là tại vì nó sinh sản cực nhanh nếu chúng ta cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cho nó, tức là đúng điều kiện sinh sản của nó, thì nó sinh sản cực nhanh và nó tấn công mình cũng rất lẹ. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta hiểu nguyên tắc này, chúng ta không cung cấp nguyên vật liệu đúng cho nó, không đưa cho nó những điều kiện thuận lợi, thì nó sẽ hủy diệt rất nhanh. Và đó là lý do tại sao chúng ta không sử dụng thuốc để trị bệnh virus. Rất ít bệnh virus mà chúng ta phải sử dụng thuốc. Thì tương tự như vậy, cái con viêm gan siêu vi B này cũng thế. Cái ví dụ căn bản chúng ta thường nói, lấy ví dụ như cái hội trường này, mà bây giờ chúng ta dọn sạch trơn trống trải thì chả có cái con nhện, con kiến, con chuột, con gián nào nó ở trong này được. Quý vị có bắt, quý vị bỏ nó vô đây, nó cũng tìm đường, nó chạy, nó trốn. Còn nếu cái hội trường này mà nó để đồ mà nó lùm xùm, nó bề bộn, thì không sớm thì muộn này thì cũng có kiến, gián, chuột, nhện nó vào đây, nó sinh sản. Thì trong con người của chúng ta cũng thế.